Hi guys, Miss Cathy mến chào các em. Chào mừng các em đến với bài giảng của chương trình tiếng Anh lớp 4. Trong video này, cô trò chúng ta cùng thực hành tiếp bài số 6. Our school facilities. Lesson 3. Yêu cầu hoạt động số 1. Lắng nghe và lặp lại. Ở đây các em sẽ được thực hành đọc các từ. Và chúng ta hãy chú ý xem những chữ cái được viết màu đỏ trong từ thì phát âm như thế nào. Bây giờ, các em hãy quan sát vào bài, lắng nghe theo máy và lặp lại. Z. Mountains. My school is in the mountains. Is. Villages. There are three villages near my school. Các em vừa lắng nghe và lặp lại theo máy. Ở từ đầu tiên chúng ta có chữ cái cuối cùng được viết màu đỏ và chúng ta phát âm là z. Cụ thể khi trong từ chúng ta sẽ đọc như sau. Mountains. My school is in the mountains. Trường tôi ở miền núi. Ở từ tiếp theo có hai chữ cái được viết màu đỏ. Is. Villages. There are three villages near my school. Có ba ngôi làng gần trường của tôi. Để rõ ràng hơn, chúng ta có thể tham khảo phần phiên âm sau đây. Mountains, villages. Yêu cầu hoạt động số 2, lắng nghe và khoanh tròn. Ở đây các em sẽ có hai câu và mỗi câu sẽ có chỗ trống, ba đáp án để cho chúng ta lựa chọn. Câu số 1, our school near to. Trường của tôi thì ở gần. Chúng ta có các danh từ để lựa chọn như sau. Towns, villages. Mountains. Trong đó chúng ta có từ towns được phiên âm như thế này. Câu số 2. There are two, not far from my school. Chúng ta cũng có 3 phương án lựa chọn như bên trên. Bây giờ các em hãy quan sát vào bài, lắng nghe theo máy và khoanh tròn vào đáp án đúng. 1. Our school is near two villages. 2. There are two towns not far from my school. Các em vừa lắng nghe theo máy. Như vậy ở câu số 1 chúng ta nghe được là our school is near two villages. Trường của chúng tôi thì ở gần hai ngôi làng. Như vậy các em sẽ chọn và khoanh tròn vào đáp án B. Và câu số 2, there are two towns not far from my school. Có hai thị trấn không xa từ trường của tôi. Cho nên chúng ta sẽ chọn cho cô phương án C. Ở hoạt động số 3, chúng ta sẽ thực hành theo máy một bài hát. Where's your school? It's in the mountains. It's in the mountains. My school is in the mountains. Where's your school? It's in the village. It's in the village. My school is in the village. Yêu cầu hoạt động số 4, đọc và hoàn thành. Chúng ta sẽ đọc đoạn văn ngắn và hoàn thành vào chỗ còn bỏ trống trong các câu bên dưới. Our school is big. It is in the village. There are three buildings and a garden at my school. The garden has many trees and flowers. There is a big playground. We can play football, badminton and volleyball there. Ngôi trường của chúng tôi rất lớn, trường nằm trong làng, có 3 tòa nhà và một khu vườn ở trường của chúng tôi. Khu vườn có nhiều cây và hoa, có một sân chơi lớn. Chúng tôi có thể chơi bóng đá, cầu lông và bóng chuyền ở đó. Bây giờ chúng ta cùng đọc các câu bên dưới để các em tìm từ thích hợp và điền vào chỗ trống. Câu số 1. Our school is in the. Ngôi trường của chúng tôi ở. Như vậy các em có thể chú ý ngay vào dòng đầu tiên và các em thấy là ngôi trường ở làng. Chúng ta sẽ điền vào đây là village.
Các em có thể quan sát vào phần bôi màu xanh trên đoạn văn It is in the village. Đây là lý do để chúng ta có thể chọn từ village điền vào vị trí của câu số 1. Câu số 2. There are buildings at our school. Có bao nhiêu tòa nhà ở trường của chúng tôi? Các em cũng đọc tiếp theo ở dòng số 1 trên đoạn văn. There are 3 buildings and a garden at our school. Có 3 tòa nhà và một khu vườn ở trường của chúng tôi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ điền cho cô là 3. Câu số 3. There is a with many trees and flowers. Có một cái gì đó với nhiều cây và hoa. Như vậy đây là một khu vườn. Chúng ta sẽ điền vào câu số 3 từ garden. Và các em xem ở cuối của dòng đầu tiên trên đoạn văn. Và câu số 4. We can't play sports in the. Chúng tôi có thể chơi thể thao ở đâu đó. Các em nhìn ở dòng thứ 2 và dòng thứ 3 của đoạn văn. There is a big playground. We can't play football, badminton and volleyball there. Có một sân chơi lớn. Chúng tôi có thể chơi bóng đá, cầu lông và bóng chuyền ở đó. Như vậy thì chúng ta có thể chọn từ playground để điền vào vị trí của câu số 4. Các em cũng có thể dùng big playground cũng được. Ở hoạt động số 5, các em sẽ thực hành viết. Và ở đây chúng ta sẽ viết về ngôi trường của mình. Chúng ta có phần gợi ý như sau. My school is. Ở phần này các em có thể viết là trường của tôi ở ngôi làng hay là ở miền núi hay là ở thị trấn. There. Có nhiều cái gì đó. Ở đây các em có thể viết là trường của chúng ta có 2 hoặc 3 hoặc 4 tòa nhà. Chúng ta phải dùng danh từ số nhiều bởi vì ở đây là động từ to be are. There is. Thì ở chỗ này chúng ta sẽ dùng danh từ số ít. Ví dụ các em viết là có một khu vườn hoặc là một thư viện, một phòng máy tính chẳng hạn. Bởi vì trong câu này dùng động từ to be is. My school has a playground. Trường của tôi có một sân chơi. We can play. Chúng tôi có thể chơi. Ở chỗ bỏ trống này thì các em viết về những môn thể thao mà chúng ta có thể chơi trên sân chơi này. Ví dụ như football, volleyball, badminton. I love my school. Tôi rất yêu trường của mình. Các em hãy tham khảo nội dung của bài viết số 5 sau đây. My school is in the village. There are 2 buildings at my school. There is a small garden with many beautiful flowers. My school has a playground. We can play football and volleyball there. I love my school so much. Ngôi trường của tôi nằm trong làng, có 2 tòa nhà ở trường tôi. Có một khu vườn nhỏ với nhiều hoa đẹp. Trường của tôi thì có một sân chơi. Chúng tôi có thể chơi bóng đá, chơi bóng chuyền ở đó. Tôi rất yêu mến trường của mình. Ở phần số 6, chúng ta sẽ có một dự án Our School, trường của tôi. Trong phần này thì các em có thể dùng tờ giấy lớn, chúng ta vẽ về ngôi trường của mình. Và sau đó thì các em đứng trước lớp để giới thiệu về ngôi trường. Câu đầu tiên chúng ta có thể nói là Look at my school. Hãy nhìn vào ngôi trường của tôi. Đó là một ngôi trường như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu giới thiệu giống như nội dung của bài số 5. Có nghĩa là bài số 5 chúng ta viết về trường mình như thế nào? Thì khi các em cầm cái bức ảnh của ngôi trường mình đứng trước lớp, các em sẽ giới thiệu về các nội dung như vậy. Đó là nội dung của phần số 6. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, phần Lesson 3 của bài số 6. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.